Giờ xưa nên kinh chung của sư tiên như là vua mãi thật sự vua thì muốn hạ sắp nhân là dụng tập một chút nào. Nó mà mình chân dưới đau dưới kê, một tay không khơi nhẹ nó sẽ khẩu nó khỏi khổ môi. Đằng hạ sẽ ok đấy, một tay không phải là cái nó chân dưới đau kê, một tay nhẹ nó chân dưới đau mắc khổ sẽ ọc mỏng á. Sư, yeah!